Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Quẻ Em Lợi. Và lời đầu tiên là Lợi xin gửi đến toàn thể quý chị các bạn đang xem video một kỳ nghỉ cuối tuần cùng bên gia đình đầy hạnh phúc và vui vẻ nhé. Hôm nay chủ nhật, em Lợi hai anh em lại đi lấy được một cái chiếc xe bán tải mang thương hiệu Nissan Navara sản xuất năm 2018, số tự động một cầu, máy dầu mà đẹp xuất sắc luôn quý chị ạ. Từ năm 2018 đến bây giờ là 6 năm mà đang còn lốp theo xe và sơn zin cả xe, toàn bộ xe không đâm xô tai nạn ngập nước gì. Các bác có thể mang đơn vị thứ hai, thứ ba hoặc là mang hãng thợ đến check test kiểm tra nhé. Nếu sai so với quảng cáo, em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại nhé. Xe cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Vâng, và xe này thì bên em cũng đang chào bán với giá là 440 triệu, có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh chị em nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Sau đây em sẽ quay vào phần tổng thể khung gầm nội ngoại thất cho quý chị xem nhé. Vâng, đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Từ đèn pha, đồng sơn bên lái của chiếc xe nó đều màu theo thời gian, kính đèn đều được dán phím cách nhiệt. Và các cái phần mặt ca lăng này, đấy, ba đời sóc phía trước này, cabo này rất đẹp và nguyên thủy nhá. Xe Nissan Navara đời 2018 số tự động một cầu máy dầu, xe quá chất luôn, một chủ bến Hà Nội từ đầu. Đấy, toàn bộ xe từ cabo đến kính đèn đều rất đẹp, đồng sơn bên phụ này, bên lái đều nguyên thủy hết. Lốp này cực kỳ dày nhá, lốp này anh em yên tâm về phần lốp nhá. Đấy, cản bên phía trước này không có móp méo gì. Toàn bộ bậc lên xuống của chiếc xe khá là đều và đẹp. Anh em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhé. Với cái chiếc xe đời 2018 này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây, xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao nhá, xe đi khá là giữ gìn. Và toàn bộ cái cản sau đây, em quay cho quý chị nhìn cái cản sau nó đều và đẹp không. Đấy, đồng sơn đường gân chỉ bên lái bên phụ này cực kỳ đẹp này, đèn pha đèn hậu rất sáng nhá. Đấy, gầm của chiếc xe này toàn bộ là gầm em chưa dọn đâu nhá, mộc nguyên và còn bám đất nguyên nhá, không có bắn nheo phủ gầm gì. Tất cả các cái phần khung gầm đều chắc chắn và đẹp nhá. Đồng sơn bên lái của chiếc xe này. Đấy. Xe bao zin cam kết chuẩn. Anh em đến kiểm tra xe mà phát hiện ra đâm xô tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhá. Lốp của chiếc xe là tuần thứ 29 năm 2018 này. Đấy, là răng đúc này, sassi cùng gầm Hà Nội này quá đẹp nhá, từ các cái cu lốp này còn khá là mới đây. Cu lốp của chiếc xe không có bê tông sassi gì. Đấy, toàn bộ xe không chạy công trường công trình, tay nắm móc khóa mạ chrome, kính đèn đều rất đẹp nhá. Bậc lên xuống này, lốp trước sau đều như nhau. Đồng sơn của chiếc xe đến form dáng xe rất là mới và nguyên thủy từ đầu nhá. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhá. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá. Từ cột kèo, táp ly, cánh cửa của chiếc xe này là nguyên zin nhá. Tất cả các cái phần hèm cánh cửa là sơn zin 100%. Táp ly trước sau đều rất mới nhá. Bậc lên xuống này không có trầy xước gì, trải sàn da. Nội thất được trang bị ghế da màu kem nhá. Tất cả cột kèo gioăng chống ồn này nó còn mới và phẳng phiu như thế này đấy quý chị này. Ngàm khóa nó còn khá là sáng và mới nhá. Đấy, trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu, rất đẹp này. Đấy, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhá. Đấy, kính của chiếc xe đều của hãng Nissan và đều có số 8 theo năm sản xuất 2018. Bậc lên xuống này, ốc cột này, tem mã cột này. Đấy, thêm nội thất ghế phía trước đây. Vô lăng của chiếc xe này khá là đẹp nhá. Anh em nhìn cái vô lăng, cái da gà, da cóc nó còn mới như thế này rồi này. Hai bên bóng khí là nguyên thủy hết nhá. Hộp số tự động này, củ số này cực kỳ đẹp nhá. Táp lô, táp ly này. Đấy, quá là mới và sạch đẹp luôn. Xe chưa có dọn dẹp gì và vừa mới lấy về dội nước lã để bán cho quý chị nhá. Toàn bộ các cái phần cột kèo nội thất này rất là đẹp, trải sàn da. Anh em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và
Bác nào mà có nhu cầu bán xe lên đời xe, alo em Lợi nhé, em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Đây là cái phần táp ly cánh cửa bên phụ của chiếc xe này, từ cột kèo táp ly này, rất đẹp nhé, bậc lên xuống trải sàn da. Đấy, nội thất ghế toàn bộ là nguyên zin. Táp ly rất mới và đẹp nhé, không có một vết chảy xước gì. Kính thì đều có số 8 và đều theo năm sản xuất của chiếc xe. Và tay nắm móc khóa này đều zin, và xe kính đèn của hãng nhé. Đấy, full lịch sử hãng đây nhé, sổ sách bảo dưỡng full lịch sử hãng Nissan đầy đủ hết. Toàn bộ nội thất ghế bên trong này, táp lô, táp ly, cột kèo này, đấy, kính ốc khóa bản lề này đều zin hết nhé. Xe từ các cái phần cột tai đầu răng này, nguyên bản này, em chưa dọn dẹp gì đâu, nhưng mà xe này dọn lên thì khá là đẹp được quý chị ạ. Lốp còn theo xe, và toàn bộ các cái phần ốc tai, ốc cabo này, máy ốc cabo này zin nhé, nguyên thủy từ đâu. Toàn bộ các cái phần máy là máy 2.5, đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Về khối động cơ thì bao zin, bao đẹp, bao không ngập nước, không tháo rỡ cho quý anh chị nhé. Anh em có thể mang hãng, mang thợ đến test check. Nếu phát hiện ra sai so với quảng cáo, xe em Lợi bị đâm xô tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Đây, toàn bộ các cái phần cabo này, đấy, đèn pha này, rất mới và đẹp nhá. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý chị nghe nhá. Đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy nổ rất là êm với quý chị này. Toàn bộ khối động cơ, máy nổ cực kỳ êm. Anh em có thể nghe cái tiếng động cơ này. Xe này thì sau 2 hôm đấy em Lợi sẽ cho gọn vệ sinh này, và thay dầu, máy lọc dầu và bảo dưỡng lại bốn khóa phanh quý chị nhé. Vâng, sau đây em Lợi sẽ chạy thử trải nghiệm chiếc xe này cho quý chị xem nhé. Vâng, sau đây em sẽ chạy thử trải nghiệm cái chiếc xe cho quý chị xem nhé. Chiếc xe mà em đánh giá là khá là xuất sắc này. Đấy, đề phát nổ ngay anh quý chị ạ. Vô lăng này, sáng và mới, chủ trước đi khá là giữ gìn, nội ngoại thất cực kỳ đẹp đây quý chị này. Cam kết xe không công trình công trường gì nhá, chỉ chạy trong phố phường thôi. Đây, toàn bộ khung gầm nội thất em đã cho giữ qua nước lã thôi nhá. Đấy, rất sáng và mới chứ chưa dọn đâu. Một chiếc xe mà cũng khá là lâu rồi em lại mua được một cái chiếc xe Navara mà đẹp như thế này quý chị này. Khung gầm của chiếc xe đi khá là chắc chắn nhá, vào cua tay áo, toàn bộ động cơ, máy số chuyển động khá là mượt mà. Xe máy dầu 2.5 đi cực kỳ tiết kiệm, quài kêu phanh ăn. Với cái tài chính 440 triệu thì bên em Lợi cũng khá là nhiều xe để cho anh chị em lựa chọn nhé. Có Ford Ranger 2016, D-Max 2 cầu 2016 này, Navara này, BT này. Đấy, bán tải thì bên em khá là nhiều. Vâng, do cái cung đường trong khu đô thị này thì em chỉ đi được khoảng tầm 6-70 km/h thôi, nhưng mà chiếc xe vận hành khá là mượt và mọi khung gầm chắc chắn lắm. Đấy, anh chị em nào gần với địa chỉ cửa hàng em Lợi mời qua địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được chạy thử trải nghiệm và tư vấn các dòng xe bán tải bên em Lợi nhé. Anh em nào lần đầu tiên xem video thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và các bác cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi nút màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng nhé. Và chiếc xe Navara này thì em Lợi có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đấy, toàn bộ xe em chạy thử này, nó lái thăng bằng và nó không bị nhào lái nhé. Đấy, đi rất là ổn định. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Nissan Navara, sản xuất năm 2018, số tự động một cầu, máy dầu phiên bản L, màu xanh Kabasai, xe sơn zin còn đến 99% và cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc, cam kết không có phạt nguội kể từ ngày giao nhé. Giá công khai chào bán với anh em là 440 triệu, cực kỳ hợp lý tại thời điểm này.
Bác nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em Lợi. Một lần nữa em Lợi xin cảm ơn và chào hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất. Ta đêm tuổi ta trên môi thoáng qua hơn nửa đời người. Hồng chân đường qua mà chân run mắt mỏi thấu đời tình đêm đêm chất vấn tâm tư. Ta trách hờn cho thân ta tóc đang xanh đã bạc đầu. Đời người bao lâu vì sao không sống trọn kiếp người bao.